Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh ô tô Hải Phòng lại lên sóng cho quý vị anh chị và các bạn một mẫu xe mới cập bến cửa hàng của mình. Anh em nào đúng chân mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ cửa hàng của em là số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Anh em có thể trực tiếp qua cửa hàng bên em để xem và trải nghiệm những chiếc xe mà các bạn đang có nhu cầu cần mua. Anh em có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại đó, em sẽ gửi hình ảnh đăng ký đăng kiểm và video clip về chiếc xe cho quý vị chị và các bạn. Vâng, quý vị anh chị và các bạn nào lần đầu tiên xem video của em thì hãy bấm vào nút like và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những mẫu xe mới về nhất bên em. Buổi chiều ngày hôm nay Tuấn Anh lên sóng cho quý vị chị và các bạn một mẫu xe, đó là một chiếc Kia Morning sản xuất 2009 phiên bản số tự động. Đấy, máy 1.0 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Chiếc xe được trang bị đây là một mẫu xe SLX bản đủ của dòng Kia Morning nhập khẩu này, bản số zig zag, máy eco. Đấy, form sport, bản sport nha các bạn nhé. Và hiện tại giá của chiếc xe này bên em đang bán là 220 triệu đồng. Có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc. 220 triệu đồng cho một chiếc Kia Morning SLX màu đỏ này, bản số tự động các bác nhé. Chiếc xe thì còn khá là đẹp, từ thân vỏ cho đến máy số, cho đến nội thất, cho đến tất cả mọi thứ. Lốp lác của chiếc xe thì còn khá là đẹp. Xe được trang bị một bộ vành hoa mai nguyên bản theo xe. Một số chỗ xước xác thì cái này sau cái video này em sẽ cho đi tỉa tót lại, tỉa tót và đánh bóng lại nhé các bác nhé. Nói chung cái sơn xi thì nói chung là không thể tránh khỏi những cái xước xác đâu. Vâng, thì xe mới về thì em cũng quay trước cho quý vị chị các bạn, và một số chỗ xước xác thì em tỉa sau. Cụm đèn hậu của chiếc xe thì anh em thấy rất là đều nhau và sáng bóng sạch sẽ. Chiếc xe là tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15A7950. Một chiếc Kia Morning nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nhiên liệu, bản số tự động. Rất phù hợp cho những chị em phụ nữ cũng như là mọi người có thể luồn lách trong tất cả các ngõ phố nhé các bạn nhé. Vâng, với giá tiền bỏ ra chỉ có 220 triệu đồng thôi. 220 triệu đồng anh chị em và đã sở hữu cho một chiếc Kia Morning như thế này. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc này, bản SLX, bản số tự động. Đăng kiểm của chiếc xe thì còn đến tháng 6 năm 2021, rất là dài. Xe được tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, cụm đèn pha của chiếc xe thì sáng bóng rất đều nhau. Một bộ đèn nguyên bản theo xe. Và cam kết cho mọi người về giấy tờ, thủ tục hợp pháp, cũng như là cam kết cho mọi người là chiếc xe không có đâm đụng, không có tai nạn, cũng như không ngập nước. Và quyền xước xát thì không tránh khỏi các bạn nhé. Dàn bốn lỗ của chiếc xe còn tương đối nha các bác nhé. Chiếc xe thì còn nguyên một bộ nội thất bằng da nguyên bản theo xe. Đây các bác nhìn thấy đây, một nguyên bộ nội thất bằng da nguyên bản theo xe. Nội thất từ táp lô cho đến tất cả những cái ốp nhựa, phần nhựa của chiếc xe bên trong thì còn rất là đẹp. Xe này trang bị điều hòa tự động, bô lăng 4 chấu, hệ thống túi khí và máy eco. Số zig zag các bạn nhé. Tất cả những cái đinh bấm, dàn giật, cột kèo của chiếc xe em quay luôn chi tiết cho các bạn. Các bạn xem video của em thì cũng đã biết được khoảng tầm 99% là cái chất xe rồi. Các bạn chỉ cần đến xem và trải nghiệm, cảm nhận thêm về cái lúc mình lăn bánh trên đường thôi. Còn đâu khá là ok các bác nhé. Hệ thống táp ly của chiếc xe khá đẹp. Keo chỉ cánh trước bên phụ, đấy, zin hết toàn tập. Xe không có mục mọc gì cả các bác nhé. Tư nhân chính chủ biển Hải Phòng. Vâng, rất là đẹp. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe thì cũng vậy các bác nhé. Đấy, một bộ nội thất nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản rất là sáng bóng và sạch sẽ. Sàn xếp của chiếc xe khá ok. Đây là hốc bản lề và đây là cánh cửa của chiếc xe đây, anh em có thể nhìn thấy. Keo chỉ của chiếc xe còn zin hết đây. Gầm bệ của chiếc xe đây các bác nhìn thấy đây, không có dấu hiệu gì của sự mục mọt nha các bác nhé. Đấy, còn nguyên này, rất là đẹp, không có mục mọt gì. Đấy, chiếc xe thì có thêm một bộ áo ghế bằng da nhưng mà em bỏ ra rồi các bác nhé. Anh em nào mua thì em tặng luôn. Kích kiếp và lốp dự phòng thì lúc nào cũng đầy đủ cho các bác luôn. Hệ thống keo chỉ đằng sau lắp cốp đây. Kích kiếp đốt dự phòng đầy đủ nhé các bác nhé. Vâng, keo chỉ đằng sau đây còn zin hết toàn tập luôn này các bác này. Một chiếc xe khá đẹp.
rất phù hợp cho những anh chị em nào mà yêu cái màu đỏ này. Đấy, đây là phần keo chỉ đây các bác này. Đấy, rất là ok các bác nhé, nội thất rất đẹp. Đây là phần bảng tổng gương kính chỉnh điện của chiếc xe đây. Tất cả đinh bấm dàn giật cột kèo của chiếc xe còn đầy đủ theo xe luôn. Vâng, vào trong xe thì trang bị một cái bô lăng 4 chấu, trang bị hệ thống ABS và túi khí, hệ thống máy eco, số di jack 6 cấp số các bác nhé. Điều hòa thì không phải bàn rồi. Xe này trang bị màn hình. Đấy, cam lùi. Gạt mưa phun nước đầy đủ bình thường. Hệ thống gương điện, à kính điện các bác nhé. Tất cả đều rất hoạt động bình thường, trần nỉ nguyên bản rất sạch sẽ các bác này. Trần nỉ nguyên bản rất sạch sẽ các bác nhé. Rất là ok các bác này. Với giá tiền là 220 triệu đồng thôi, anh chị em và các bạn đã sở hữu cho mình một chiếc xe Kia Morning rất là đẹp cho mọi người. Đấy, từ hệ thống gương điện của chiếc xe còn hoạt động bình thường. Đấy, rất là ok các bác nhé. Đấy, một chiếc Kia Morning rất là đẹp, màu đỏ. Vâng, xe trang bị hệ thống số zigzag này, 6 cấp số, 2, 3, 4, 5, 6 các bác nhé. Đấy, số zigzag. Dòng này đi rất là an toàn này. Hệ thống điều hòa tự động rất là ok. Đấy, hệ thống đèn. Nói chung là đây một chiếc xe khá đẹp cho quý vị chị các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ xuống kiểm tra cái phần khoang máy một chút để xem về cái chất lượng máy móc của chiếc xe nó như thế nào. Đấy. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy cái bộ đèn, từ đèn pha cho đến đèn gầm, đèn sương mù của chiếc xe đều hoạt động rất là bình thường. Vâng. Còn đây là tổng quan tổng thành về khoang máy của chiếc xe này. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy máy của số của chiếc xe, máy của nó là zin hết này, vẫn còn zin này, chưa có tháo này, chưa động đến tờ lê mỏ lết này. Nhìn cái da máy của chiếc xe thì khá đẹp, anh nhìn thấy đấy, da máy khá đẹp, máy lổ rất là êm, máy lổ rất êm. Vâng, một chiếc Morning số tự động, máy lổ rất êm, tất cả từ những cái chi tiết này các bác này. Đấy, chỉ nghe tiếng dây cu ga kêu các bác nhá. Keo chỉ lắp cabo của chiếc xe khá đẹp. Đấy, máy móc của chiếc xe đây vẫn là sơn 7 màu này, sản xuất đây. Đây thì nói chung là một chiếc xe gia đình, không dịch vụ nên là chất lượng của chiếc xe thì anh em cảm thấy là rất là ok. Bỏ ra tầm tiền nhô 200 một chút thôi thì quý vị chị các bạn đã sở hữu một chiếc xe như này khá đẹp. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giới thiệu qua cho mọi người về chiếc xe Kia Morning sản xuất 2009 phiên bản số tự động bản XLS nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 220 triệu đồng anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và chị bạn ở những cái video tiếp theo của chương trình ạ.